cội nguồn xưa. Tiếng hát mẹ âu cơ tha thiết bóng trầm, từ nỗi trầm
chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra khơi. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sông núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa từ theo mẹ lên non, bước qua đèo dốc khơi nguồn sông sâu. Đi cùng cha từ xa xăm, bước ra duyên hải mịt mù sóng sâu. Ngại do ba đào không chùng bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa cháu tiên con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta dương hàng sơn hà. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thay kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam.
kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân ngâm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đô, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tàn quân thù vai thay, giáp mi công còn cho chúng bay. Thôi kinh lợn nước Nam hưng đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo hoàng âm. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước Trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngâu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tươi bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn nó nữa. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam mang hồn Việt Nam, dân tộc chính nhà Việt Nam, Việt Nam mẹ yêu, Việt Nam dân tộc mang hồn Việt Nam. Dân tộc chính nhà Việt Nam, à ơi, à đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui.
Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc nãy cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không. Vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin chân thành với cô. Kính chào quý vị đến với dòng loại cuối cùng của đoàn Lô Tô Lệ Liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số... Số gì ra con mấy, con mấy gì ra. Các chị em ơi, vỗ tay lên nào. Con số 6 là con số 6. Rồi ra con mấy, còn mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. Em ơi tháng 7 mưa ngủ của cầu hủ trước trên dài ngân hà, trước nơi hồi ngủ ngủ lang sau một năm dài xa chẳng còn em nhớ. Chỉ bằng giấc mong cốt hận gì ai gieo cảnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Không số đường, không số thang kêu gào 40 sao. Trời, 40 sao. Ai kênh có người kênh nào ơi. Mấy chú tôi kinh rồi, tôi kinh rồi nè. Trời già má ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi. Mấy cháu quà lẹ lên đi. Cháu quà, cháu quà, cháu quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái gì vậy trời? Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, rồi cảm ơn. À, rồi, cảm ơn anh rồi. Xong, chú kia rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay. Rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Sa Mưa Giông. Trời còn lắm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày.
bánh đẹp nhí hay quá vậy. Trời ơi, tôi phát hiện giọng hát hay quá, hốt gì đoàn lô tô mình đó. Còn lý do là sao? Nói đi con, nói gì biết đi. Dạ chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á, nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con qua gian xe để bánh xe để tìm ba của con. Ba trong đoàn lô tô hả con? Ừ. Trời ơi, đàn ông đâu. Trời ơi có mà, ngủ là cục đêm thôi à, không có mai gì. Ngủ là đêm mà quan trọng ngủ ở đâu? Ngủ ở với bà đó. Thôi đi má thôi. Trời ơi. Ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đây nè. Bây giờ con ngủ với bà thì ngủ với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liễu về, má liễu về kìa. Ê, má liễu. Má liễu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà. Là muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mày mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoán ngôi đó con à. Má, má. Má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày, đứa nào đẻ vậy? Trời ơi, má ơi, má ơi, má, má, má. Má, má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Trời ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ con không có biết mặt ba của con. Con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba con lại trong cái đoàn này. Thưa má. Cái gì vậy? Mày con mày là ba đó hả? Không có, định thưa đi ngủ thôi, không có gì. Trời mệt. Con vô nè má. Vô nè má, ba đâu đi. Đưa đi vô đi. Đến đây, đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ, quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa Bà không con? Dạ có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi, thở còn đầu đinh. Con ơi, rồi con có hận ba con không? Dạ không. Con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà.
Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi, rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Đi vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì dì Liễu biến thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Cái bộ màu vậy? Anh? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Thằng Quân là thằng nào? Lôi đầu nó ra đây. Ủa bộ thằng nó Quân? Nó mới vừa chém đàn em của tôi, rạch nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lôi ở đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Phá nát cái đoạn lô tô cho tao. Phá đoạn lô tô à? Chiêm. Dạ. Không. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ này ỉ muốn cái gì? Đừng có ỉ nè nè đàn ông. Sao? Muốn cái gì? Hả? Ê. Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó chiêm, rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chịu giao thằng Quân cái này không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Ờ. Tôi mà. Ê. 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 Má. Má. Ê. Má. 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 Trời ơi con ơi, nó đánh con chết con ơi, đừng mà con. Con quỷ thôi, nhỏ. Thôi tha cho con. Nó còn nít mà. Mày. Thôi tha tôi về. Bán cho bộ mỗi người ít nhất cũng được ngay chục triệu. Đem đi. Nó là con. Bố anh à. Bố anh ơi, mẹ ơi, cứu con. Bố nè. Tôi là ba của nó nè. Con. Ba là Đức nè con. Ba. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Một trăm bó tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này? Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, bé cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị, và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đăng Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng, làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó. Và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô Tinh ơi, cô rất là tinh. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi. Rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó, diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Sa Mưa Dông. Rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng, cô tập trung, cô xem y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác, cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Cảm ơn cô.
Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu lô tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim lô tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé, hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng, căng thẳng, và để cho người khác mới hiểu được cái lô tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì. Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đan xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn lô tô có tình nghĩa, sạch sẽ, con hát rất hay, kỹ thuật rất tốt. Chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa hộp lụ. Từ các cô chú khác, một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần, thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đi nè. Ở đây, vé số đi. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Nhiều chú không? Cô chú ơi, mua giùm con tẩy cô chú. Chú mua giùm con tẩy chú. Cô mua giùm con tẩy cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Cô bác ơi, mua giùm con tờ giấy số đây. Lơ bêu như gái. Giấy số, giấy số chiều sổ đây. Lan than vượt với chú ơi, đâu. Mua giùm con tờ giấy số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp, chú mua. Dạ, con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15 ngàn được không?
Dạ chú đưa con 10 thôi. Thôi cho mua 15 ngàn luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Mai trên chú cây này leo bèo như gái. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Ông còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, đặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi mua một con tờ số đi chú. Gán. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Đi qua nhà bạn chơi? Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hả dạ? Dạ con không có đâu ba. Trời. Dạ ơi. Con làm ba thất vọng quá dạ ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Ba không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi mày con. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bắt thiêu. Giang. Thiệt ra con trốn học là con đi bán vé số hả Giang? Ba ơi con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ con bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngại ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tiếng nỉ nó. Của con thờ làm đau dễ lòng ba. Con ơi đừng khóc nữa mà làm cho ba. Làm tròn bổn phận người cha, khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Ba đánh con, có đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba.
Mình ơi, mình có nghe con Dạt nó nói gì không nghe mình? Ba con năn nỉ má, con quá giọt quá, ba chôn đi ba như số, ba như ba con nỉ ba con làm được mà. Ba với con đi bán vé số của ba. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái. Chú, chuyện gì vậy anh? Không có, trời con ơi con. Chú năn nỉ con đó con bán cho chú cái tờ vé số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Sổ rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì sổ rồi chú mới mua đó. Sao vậy chú? Trời ơi, cái tờ vé số đó là tờ trúng độc đắc đó con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Bán cho chú đi, bao nhiêu chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, ở đây con có thằng tờ này ba. Có thằng tờ ba, này giấy dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ờ, cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 không không hay à, trời ơi trời ơi chúng độc đắc rồi con ơi trời ơi chúng độc đắc rồi con ơi trời ơi chúng độc đắc rồi con ơi về liền về ơi xin lỗi chị nói gì mẹ biết anh ơi có nghe nè anh ơi không mấy không chẳng anh ơi ơi chi anh tờ được không anh? Cảm ơn nha. Ông mấy trả lên tờ đi dò đây đi dò. Sao vậy trời cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước? Thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha. Cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn cái vụ bán vé số, thì sao mà bán dài thế nhở, bán hết cho khán giả bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi Bình Tinh. Chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này ấy, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh, để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt phải không, canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nhé. Xin chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê, yêu quê, nhớ quê và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu.
quê hương là cội nguồn im bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, Tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ lang xa đã từng thốt lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lửa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mở trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàng lời hay ý đẹp để người ca về đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự vân đỉnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như muốn lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ, nên con người ở đây thường sang trọng, chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi, đã tạo cho con người nét đỉnh cấp, điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ, nên con người ở đây thường cởi mở, hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước, nơi là thiên nhiên ưu ái băng tặng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiểu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Chẳng chịt đất đai
màu mới đầu lúa thắng cánh cò bay, và thành phố Sài Gòn hoa lệ chính là tâm điểm của mặt đất ta tự hào này. Bây giờ thì em xin chào cái máy nói. Bây giờ thì Đại Nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình. Nãy bưng bá trên cao đầu bài, bá nói mình đã sợ rồi. Tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong rung lẩy bẩy, hai chân rung rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm mà bà vẫn cứ nói. Hạ bà xuống bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bà lên trên cái bục, bà cũng nói. Cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở. Mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là: chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu, và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại, cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn, con đứng không đó, con làm cái này cái kia, ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con, đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hôn miếng đi. Dạ, à, cô đang cho hôn con miếng kìa. Thôi, rồi ông ấy đứng đây luôn cũng được. Đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận xét. Khoan, để cho nói trước đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hằng, hay chị nữa chứ phải rồi. Em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói, chứ đâu ra mà trời đất ông bà cha mẹ sanh con ra. Chị rồi, cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! À, các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là bài hòa âm, và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức và
bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả. Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia, và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn, mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ cái tố chất. Thì còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy không, bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi, cho chú Nghĩa hùng miệng. Rồi, chúc mừng con gái. Rồi, chạy ra với thầy Quốc Đại, cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Mình coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi, bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ chăng cô đơn, con thương mẹ chăng. Ngày nào mẹ chăng cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nha. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía con bé khỏe lắm, mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu, nên con cũng hơi mệt một chút. Nhưng không sao, tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thọ công ty cấp đầu tháng, uống cho đỡ đói. Vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếm vậy đó. Cái con bé này chắc là vướng bệnh lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ống êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân. Rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm nhỏ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. Ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả, chỉ có trời có sao, có mẹ trên trời cao, ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ cha nha ông. Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông. Ừ. Oh yeah. Yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai, để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì.
Chẳng như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ. Con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi. Thì nhìn lại, mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái mẹ chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiện con vào thành phố, vui vào tay con dâm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai không tốt với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi cho mọi hoàn cảnh và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây giờ mẹ chẳng còn nữa rồi. Mẹ biết không, bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia mẹ yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái được. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mạnh, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi cuộc đời quá sâu, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng giống như mẹ đâu. Ôi à mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Con càng lớn đường về càng xa. Thank you.
nhớ mẹ con khóc với ai. Ngày hôm qua con sợ bóng đêm, một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên. Ngày hôm ấy ở giữa cuộc đời không được vết sợ, không được khóc nhẹ. Ngày hôm qua mẹ gánh sao trời, đâu đây bao giấc mơ còn mỗi đêm. Đêm hôm ấy con lớn thật rồi, chỉ còn thấy mẹ trong mơ. Trong vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng dài như mẹ đâu. Chúc mừng con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè. Khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho dạ, cô Việt Hương. Tuyệt vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần. Một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng để nhấn nhá hoặc biểu lộ tình cảm, chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy, chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đối với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm, tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi,
hát hay, diễn được như con. Mà đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã vậy con còn ở vùng xa tới đây mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn, thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ồ, ô bé, nó thuyết trình giỏi quá, à, hùng biện giỏi quá, nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mèo đó quá, con muốn ở với mẹ đó là có thai 5 tháng rồi, mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn. Những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia hai cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị gì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm nha. Ừ, cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết. Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn á, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá, đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy đó. Cho nên với cô thì cô có thể chăm chút chút xíu, nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về nếu mà được vào vòng trong có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc, và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, tết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Nhìn quân thanh lưỡng
quý vị, đó là bé Huyền Trang. Xin cảm ơn Vũ đoàn Hải Âu. Con ngồi đây, con ngồi đây. Đó, ngồi đi gái. Đó. Trời ơi, cưng quá. Chú Nghĩa ngồi sau con, giống như là tùy tùng hộ vệ cho con vậy đó. Dạ. Dễ sợ quá quý vị. Dễ ơi. Sợ quá, khủng khiếp bé quá. Bé Huyền Trang làm cho mình bất ngờ quá đúng không? Mấy tuổi những tuần trước con mấy tuổi này con? Dạ con 5. 5 tuổi thôi. Mấy tuần trước là diễn kịch không thôi, bữa nay hát. Quốc Đại ơi. Dạ. Rất là khó. Tại vì á có ba bé thôi. Bé Vĩ Dạ nó lại một cái màu sắc khác. Thành ra là bây giờ còn bé Quốc Dương đẹp quá, bận vô nguyên đồ thủy thủ đó. Rồi bây giờ cái cô này vừa hát vừa diễn nữa. Và xin đây? Chân thành cảm ơn cái vũ đoàn bưng bê nam nữ đẹp quá, tôn vinh cái bà này lên. Bà chút ép xong đứng trên cái bục cao, quay qua nói chị Hằng, trời ơi cưng chịu hết nổi. Bây giờ tôi không biết là đưa ai vô đưa ai ra. Quốc Đại ơi. Phải không chị? Điếng Quốc Dương đó. Cũng đẹp mà. Bé này cũng đẹp, bé Vĩ Dạ nữa. Bây giờ làm sao bây giờ cho tôi đang... về được không? Ban tổ chức nghỉ chấm. Thôi cô Hương ơi, bình tĩnh ngồi xuống cô Hương ơi. Cái điều mà làm mình bất ngờ đó là ở cái tiết mục này bé không có diễn kịch như mọi khi và bé chỉ hát. Nhưng qua cái bài hát của bé, cái thần thái của bé ra một vị nữ tướng, nữ anh hùng Bùi Thị Xuân quá tuyệt vời trong cái tiết mục này luôn á. Con cho cô đi theo chăn voi cho con nha. Được không con? Chịu không? Dạ. Ôi, sao mà cưng sao vậy? Sao vậy? Dạ phải coi lên con voi nó ngã. Trời. Chú Lê lên nó mới ngã. Cô chỉ cho voi ăn mía thôi chứ cô đâu có làm gì con voi. Cưng quá, con hơi sang quá. Dạ. 5 tuổi đời rồi trời ơi. Mà mấy cô chú công nhận không? Hát không rớt một nhịp. Bây giờ đúng sao? Rồi, ba giờ bài sao? Toàn là cũng dạ. Bài là khó đâu phải bài là dễ đâu. Dạ dạ. Dạ cô Hằng, biết cô Hằng cũng nôn lắm rồi nhưng mà giờ mời cô Hằng nén nói lại xíu. Dạ. Mời chú Quang Lê trước ạ. Bây giờ chú thích con thì chú phải chấm điểm cao thôi. Còn nếu mà chú không thích con thì chú cũng phải đành chấm điểm thấp hơn. Nhưng chú thích con và con dễ thương lắm. Thôi em ơi, em nói câu thiệt lòng nãy em nói chị đi, đừng có giả bộ, trốn tránh. Giờ nãy... cuối thì Quang Lê nói trời ơi tôi thích quá, đem hình ảnh tôi lên lúc bưng voi ra đó. Cái này là cô Hương của dễ ra nè. Ông nói trời ơi, cái này là 9 điểm thôi mà tại vì nó bưng hình ảnh tôi lên. Con dơ kìa chú, em cho 10 điểm ông Lê này nè. Ông quái, bưng hình ảnh ông lên ông quái. Đúng, hồi nãy vậy là... cái mê một... lắm. Con mang cái hình ảnh con voi lên, chú thấy giống chú quá. Cho nên chú quyết định là cho con cao hơn 9 điểm. Dạ, cao hơn 9 điểm là bao nhiêu thì mình chưa biết ha. Dạ. Chút xíu mình sẽ biết. Còn giờ mời cô Đoan Trang tiếp lời ạ. Trời ơi, mới có 5 tuổi mà sao thuộc những cái bài hát dạng sử thi như vậy. Thật sự là có tài. Đồ đạc, trang phục, tất cả mọi thứ trên sân khấu rất là đẹp con ơi. Và nhất là 5 tuổi mà hiểu mình đang làm cái gì. Cái mặt lúc nào cũng đằng đằng sắc khí, không xả dai. Cô chịu. Cảm ơn con. À. Con cảm ơn cô. Dạ, bây giờ thì mời đến cô Thanh Hằng. Nãy là... nếu nói cô Hằng nén nói, giờ mời cô Hằng nói ạ. Thôi giờ không nói nữa đâu. Sao cô? Mời bà... rồi, không có dám, không có nói nữa thì mời bà chị vô luôn đi. Bởi vì hay quá đó con biết không con? 5 tuổi mà mày đặt lời thề non sông. Trời đất ơi. Tôi vừa bước với bà chị luôn. Mày vừa bước ra cái hàng chứ nó trời Hương ơi. Tôi lúc chú quét rồi chứ chưa cao bằng ba cái bậc tam cấp nữa mà lời thề non sông. Mày dễ thương nhất là cái chỗ mà giơ hai tay lên gì nè. Ừ. Hai đó. Tay bả cục ngủng. Tôi đi đứng gì chị luôn á chị cưng ơi. Cưng gì đâu á. Vô đi chị. Dạ. Chị vô chị. Biết là vô rồi nhưng mà giờ phải cho điểm con chứ. Con muốn nghe điểm ai trước nè. Dạ con muốn nghe điểm à. Cô Đan Trang. Cô Đan Trang, mời cô. Bây giờ chú Quang Lê chứ cô Thanh Hằng là chưa có lộ điểm ra thì cho cô giấu vô một chút vậy đó. Rồi, chú Quang Lê thay mặt cô đi. Rồi, dạ mình mời chú Quang Lê trước con ha. Dạ. Dạ, mời chú Quang Lê. Rồi, chú cho con 9.5 điểm. 9.5 điểm. Từ chú Quang Lê. Tới ai nữa con? Ai nữa con? Cô nào? Kêu cô khó đi, xử cô lắm đi. Nha con. Dạ. Cô Hương đi ha. Dạ. Ai, mời cô Hương. Cô Việt Hương với chú Hoàng Lê là bạn một, cho nên cô cũng cho con 9.5. 9.5 luôn từ cô Việt Hương. Cô đang tram với cô Thanh Hằng, một lát mình sẽ biết. Chúc mừng con gái.
những ngọn sóng bờ mê, dù lòng ta êm ái vội vàng tớ ra đi, đi qua lời bão giông, những ngọn gió mùa đông sẽ lòng ta mong nhớ. Chúng ta thấy có tới 3 cặp huấn luyện viên đã bấm nút chọn cho ca khúc Và Ta Đã Thấy Mặt Trời. Nhưng xin mời cặp đôi đầu tiên, xin mời cặp đôi Vũ Trang chia sẻ. Đoạn đầu hai con hát nó chưa được tốt cho lắm, nhưng mà cái mà chú ấn tượng đó là nụ cười của con. Chú cảm nhận được con một cái sự lạc quan mà nó tuyệt vời lắm. Cái sự lạc quan của con nó ảnh hưởng đến cả chú và cô Thu Trang ngồi đây, làm cho cô chú cũng phải có một cái sự mà xôn xao ở trong lòng. Và càng về sau hai đứa hát càng hay, và nhất là ngay cái nốt cuối cùng đó là quá tuyệt vời luôn. Thế còn với cặp đôi Từ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Wendy ơi, chân con bị sao vậy? Dạ con bị té xe gãy chân. Rồi bao lâu rồi con? Dạ khoảng là một tháng. Tháng rồi con đã phải bị như thế này đó hả? Dạ. Trật bông tội. Gân hay là bị gãy xương? Dạ, bị gãy xương. Chà, bữa nay đỡ nhiều chưa? Khi nào con mới tháo băng? Dạ, tại vì con không có băng bột. Tại vì bữa trước con bị té thêm một lần nữa cho nên. Trời ơi. Sao mà sao vậy? Ây da, cái vết thương sao mà té thêm một lần nữa vậy con? Dạ, tại vì lúc mà con đi xong cái cây nó xuất ra chợt té. Trời ơi, phải kỹ con. Đã bị thương rồi mình phải kỹ. Không chị ơi, con gái Wendy rất là đầm tính, điềm đạm, chứ không phải là hiếu động nghịch ngợm để mà bị một cái sơ suất như vậy đâu. Đó, tại vì chú cháu mình biết nhau mà, đúng không? Dạ. Thành ra chú hiểu rất là rõ giọng hát của con như thế nào, cái phong cách của con ra làm sao. Và hôm nay chú rất là bất ngờ khi con kết hợp cùng với bạn Khánh Linh mang đến một cái bài hát nó hơi khác một chút với con như những gì chú đã từng được biết. Và chú thích cái điều đó. Nghệ sĩ mà chúng ta phải biến hóa đa dạng nhiều màu sắc, không hẳn lúc nào cũng phải là mượt mà nhẹ nhàng, cũng có lúc chúng ta phải sôi nổi, mãnh liệt, rực cháy.
đó. Rồi có khi chúng ta lại quay trở về với những cái gì nó êm ái, nó dịu ngọt. Hôm nay con với lại bạn Khánh Linh đã làm điều đó rất là hay. Hai con hai cái giọng hát trầm dày mà ban đầu khi chú nghe chưa màn mở ra đó, màn chưa mở ra, chú với cô Ly quay qua nói với nhau, chắc lại là hai chị em quá à. Sao hai cái giọng giống nhau đến như vậy? Cái giọng rất là dày ha, rồi nội lực nữa trong đó. Cái mặt cũng giống giống nhau. Cái giọng tụi con, cái nội lực. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cô thích cái tinh thần, cái tiết tấu trong tụi con có. Tuy rằng là con chỉ ngồi một chỗ, nhưng mà khi mà con lên những đoàn cao, con thể hiện là cô thấy rất là máu lửa. Tụi con làm ra điều đó. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi cuối cùng, cặp đôi Bạch Gia Trang. Wendy, con có thấy cô chú quen không? Đúng rồi, đâu phải một quen mình chú hả? Đại Nghĩa quen với con đâu. Đúng không? Thì cô thấy là trong một cái chương trình nào đó trước là đã gặp con rồi. Và cô muốn khai thác ở con thêm để xem con còn cái gì nữa. Muốn cùng với con, trải nghiệm với con. Đó, cái đó là cô đang rất là phấn khích được làm điều đó với con. Còn với Khánh Linh á, cô nhìn thấy được cái hạn chế của con. Và cô rất là mong muốn được giúp cho con để con có thể cởi bỏ những cái hạn chế đó để giọng hát của con có thể hoàn thiện hơn. Khi mà con hát ta ta ti ta ti ta 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 trên cao nguyên, chữ nguyên cứ xém xét mấy lần. Cho nên cô rất là mong hai đứa con về đội của cô chú để cô có thể vạch cho con những cái còn khiếm khuyết. Chúc mừng tụi con và mong tụi con về với đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô. Cái điều quan trọng hơn nữa là khi mà cái sự bốc lên của tụi con mà được khán giả ủng hộ, con không bị cuốn theo. Còn Wendy, chú biết hai cái chân của con nhảy mà thôi thì phải biết, nhưng mà bây giờ nó bị hạn chế như vậy, không sao, thời gian sẽ lành và con nhảy nửa phần trên của con cũng được, đâu có sao đâu, đúng không? Cho nên chúc mừng hai con đã hoàn thành rất là tốt tiết mục trong chương trình hôm nay.
một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Anh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Ê ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá, quen quá rồi. Sao chị, quen ở đâu chị? Thí sinh hồi đó thi, biết cho nó mấy đời lớn quá, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì? Mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cô lớn quá, dễ thương, ngày xưa khoái lắm, cặp mắt. Mắt bây giờ vẫn đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp mà lông mi cong vút à. Dung có nhớ cô không? Dạ có. À, trời bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt, chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi, con bè rất là chắc, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn. Hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình, hát tốt. Cô rất thích tiết mục này. Mà khi mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái cần này xuống là cô mong tụi con về với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện mà anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn đó, bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Không chưa. Mời bệnh. Rồi xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất, rất là, cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là chất. Phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đoan Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đoan Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Chắc thôi là có khả năng vũ đạo không? Thua rồi ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Đó, cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung. Thì phải cần về với đội của cô Đăng Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Trời con ơi. Tại sao cô Đăng Trang nói vậy không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chăng? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Không phải. Thi hát thi nhảy. Tại đúng. Sao chúng ta lại có Thu Trang, Đại Nghĩa và Thanh Bạch ngồi ở đây? Thì sao? Thi hát đúng. Nhưng hát phải có nhảy kèm, phải có biểu diễn, phải có thần thái, có sắc vóc, có tất cả mọi thứ, đúng không khán giả? Con thân mến, chú quen tới 8.000 vũ công lần này. Cô Ly có thể không dạy con nhảy được, nhưng mà các cô chú vũ công khác chú đều từng làm việc qua con hết. Nghĩ đó rằng con nghĩ rồi nguyên cái vũ đoàn mà chuyên môn đi nhảy bà anh ba khía cho cô Ly đó. Là ý gì? Là hai đứa này không bấm được. Người ta có duyên thì mình vỗ tay thôi. Có duyên quá chị. Chứ đây bắt đầu bắt đắt rồi chị. Sao rồi chứ chị? Ok, bây giờ hai đứa con cứ chọn. Không sao. Để cô Ly nói con. Tại vì cuộc thi của mình là thi hát, con hiểu không? Đúng rằng khi mà mình lên mình hát, mình có kèm theo về những cái diễn xuất, mấy cái vũ đạo khi nó cần thiết ở những bài hát nào đó. Nhưng mà cái chủ yếu nếu mà giọng con đã quá hay thì người ta sẽ tập trung nghe giọng con, và chắc chắn là sẽ có những cái diễn xuất. Chứ không phải bắt buộc đi hát là phải nhảy dance sport, phải không? Đâu có bắt buộc đâu con, đâu bắt buộc bài nào cũng phải vậy. Không lẽ giờ mà hát nhầm mình bù mình cũng nhảy vậy luôn. Nói chứ thậm chí bây giờ nha, nếu như con hát hay, con vừa hát con cũng nhảy mà nhảy dây cho chú. Không? Khán giả cũng thích. Trời ơi, miếng. Quá trời miếng luôn. Anh Nghĩa bây giờ mới xác định anh mới là chúa đảo. Hai con hát rất là tốt, có phong cách trẻ trung và giọng cao chót vót. Và bây giờ cái sự quyết định của tụi con á sẽ định nguyên cái tương lai của con ở trong cái chương trình này luôn. Một là con vô trong trong đội của chú Bạch và cô Đoan Trang, là hai người có rất nhiều màu giống như con. Hai là con vô đội của chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly, hai người mà không có chuyên về màu của con. Chứ Dương Triệu Vũ nói rất là đúng. Trời ơi, mới đầu che
mới đầu dè với bên đây quá trời luôn, khúc sâu. Trời cô đã ơi đã luôn. Thôi bây giờ nãy giờ cô giỡn thôi không có lên tivi. Thì bây giờ không, cô Trang ơi làm rồi lên hết đó. Hồi nãy bà Đoan Trang bá xà quá, xà bất cứ bà Đoan Trang bá xà quá, bà tính xài xẻ hai con người này. Em thấy rõ ràng bà Đoan Trang qua đây có kiều nhẹ không ông Vũ? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng bà cầm cái váy bà phất thạch 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 thạch, bà qua bà nói chứ Vũ 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 em có tham gia cái cuộc thi cái gì Vũ, xài xẻ hai nhỏ tan nát. Bây giờ bà qua bà làm cái ghê thạch cái xong rồi có lén lén đưa gì nữa, đưa gì nữa vậy hối lộ quá. Rồi xong, hiểu. Oh yeah. Tụi con về tập thoải mái chú cho. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi chú bạn xem ban nhạc Philippines trình diễn. Thì cái thời cách đây 10 năm, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Philippines gửi từ Philippines mua cái này 60 đô để mà kỷ niệm, con hiểu không? Và cái này thì ngày nay bán tràn lan ở tất cả các tiệm nhạc cụ hết rồi. Nhưng cái này là một cái kỷ niệm rất là hay mà con gõ những vị trí khác nhau. Nó con gõ gì không, con hát, con nghe thấy tuyệt vời. Oh yeah. Ủa chú Bạc xong cho hai bé luôn à, thì hai bé lợi đây nhận chứ làm sao mà mình để nó được. Chú Bạc rút kinh nghiệm. Đòi quà rồi. Chưa có chia tay mà đòi quà rồi. Trời ơi. Hey, 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 hop, hop, hey. Thưa quý vị, chỉ một cái sự bình luận mà chúng ta thấy xuống chứ. Hai màu khác nhau, đây là màu dân ca, còn bên đây là màu lá tinh. Con ơi, về đội bên đây con làm bá đạo con ơi. Cần chú đạo nè con, chú đạo. Bây giờ
Xin chúc mừng hai em, cuối cùng thì đã có hai vị huấn luyện viên Trương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã chọn. Đóng dấu xong rồi đó. Bắt giữ anh. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi. Hai em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Đặng Thanh Khánh Băng. Em đến từ Bạc Liêu. Năm nay em 10 tuổi. Còn em? Em tên là Đoàn Tường Uyên. Năm nay em 10 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khang ơi, cho Vũ hỏi mấy cháu tí xíu nha. Là tại vì chú Vũ thấy á, cái bài Hai Con Hát Thi á, nó là một bài rất là khó hát, cho nên là nó hơi quá với cái giới hạn của cái giọng hai con. Bây giờ hai con có thể hát cho chú nghe một đoạn nào mà ví dụ như nhạc nhạc dân ca hoặc là nhẹ nhàng hơn tí xíu được không? Về tới đồ làng, con chim sao nhỏ hỗn vàng rộn ràng. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cánh trở đường xa xôi ngược bóng ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tòa khói làm chiều. Chúc mừng Dương Triệu Vũ. Trời ơi, chị Ly ơi, đây là cái màu của đội mình đây nè. Rồi bây giờ xin mời em, sẽ hát một đoạn nào đó. Bài gì mà con thích nhất, mà con cảm thấy tự tin nhất lúc con hát? Không nhất thiết phải là dân ca nha. Từng hạt tuyết rơi nhẹ bên góc giao đường, có những ước mong an lành trong đêm thanh. Từng giọng hát cao vời như những thiên thần, sẽ chắp cánh bay ước nguyện cho mọi người. Yeah. Hai con rất là tuyệt vời. Chào mừng hai con đến đội của chú và cô Thu Trang. Cảm ơn hai con. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Cô Trang thì thấy được là tụi con cái trong cái giọng hát nó cũng có cái tình cảm ở trong đó. Mà cái điều đó là một điều rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ cũng vậy, mà một người ca sĩ. Cho nên là cô Trang cũng chúc mừng tụi con khi mà về với đội của cô Trang và chú Vũ nha. Thôi bây giờ nè, chú nhìn mặt hai con á, chú thấy là hai con đang rất là căng thẳng. Nhưng mà bây giờ có đâu gì căng thẳng nữa đâu, con đã thắng rồi. Bây giờ con hai con có thể cười một cái thật tươi, nhìn vô camera cho mọi người cười không? Yeah! Chúc mừng hai con về đội Vũ Trang. Hát lên, à ơi hát lên.
mang theo mộng mơ vào đời. Sáng nay nhìn ra hiên vàng, mèo con đang ngồi tắm nắng. À ơi, muốn hát lên. À ơi, hát lên. À ơi, muốn hát lên. À ơi, hát lên. Xin chúc mừng hai bạn. Trước khi mà sáu vị nhận xét, Nguyễn Khang muốn đố hai vị nghĩ xem hai bạn này có điều gì đặc biệt à? Cái mặt giống nhau. Thì giống nhau. Hồi nãy là bước ra là nói nghĩa, cái này là anh em chắc luôn rồi. Giống lắm. Giống gương mặt y chang nhau hả? Như cái bên in ra vậy đó. Anh em có không? Có anh em không? Khánh Ngọc và Đình Nhiêm là hai chị em sinh đôi. Mọi người có đoán được hai chị em sinh đôi có những điểm chung gì? Chúng con học chung lớp nên luôn hỗ trợ nhau trong học tập. Và tụi con cùng được sự quan tâm và chăm sóc của một người rất là đặc biệt, đó chính là mẹ. Là anh chị lớn nên là chúng con luôn giúp đỡ mẹ trông em. Cô bé Hồng Ân này nhõng nhẽo nhất nhà, nhưng tụi con có bí quyết để cả ba chị em cùng chơi với nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai chị em luôn giúp nhau tập hát. Vì âm nhạc là niềm đam mê của tụi con mà. Tụi con vui nhất là được cùng mẹ và em gái đi ăn kem. Với niềm đam mê âm nhạc này, tụi con hy vọng sẽ chinh phục được các huấn luyện viên để bước vào vòng tiếp theo. Nó có một điều đặc biệt là cô chị chỉ ra trước em có mấy phút. Ồ, mà sao ông em bự hơn vậy ta? Em uống kiểu... nhiều sữa hơn kiểu anh em bự. Xin mời cặp đôi nhà vũ trang. Ok, chú phải đứng lên chú mới nói, tại vì chú rất là háo hức khi mà sau khi nghe cái phần trình diễn của con. Anh đứng vậy em đứng luôn. Ok, đứng luôn. Okay. Cái chương trình này tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca, đúng không con? Cho nên là cái sự hòa quyện giữa hai giọng ca là cái quan trọng nhất. Và từ đầu chương trình tới bây giờ, hai đứa con là cặp duy nhất mà chú thấy có cái độ bè nó vừa chuẩn, vừa ngọt ngào và vừa ăn xâm với nhau. Mọi người có thể cho hai cháu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại vì quá mê hai chị em sinh đôi là một cái gì đó nó rất là lạ. Cô chú xong chưa? Dạ tạm thời xong chị. Dạ. Chưa có cặp đôi nào ngoài cái chuyện như chú Dương Triệu Vũ nói là hát bè với nhau ăn ý. Cái điều chú Bạch rất là tâm đắc là tụi con có sự giao lưu, có sự diễn xuất tình cảm trao nhau, là bởi vì tụi con sống chung một nhà, hiểu được. Và chú Bạch hiểu được điều này là tại sao ngoài cái chuyện làm nghệ thuật, chú Bạch còn có hai người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Cho nên chú Bạch rất biết tính biết ý của những bé sinh đôi phải như thế nào thì mới hợp. Mặc dầu sinh đôi nhưng không phải giống nhau đâu, mỗi người sẽ có một nét riêng. Mà cái kinh nghiệm đó chú Bạch sẽ kết hợp với cô Trang nữa, sẽ làm cái gì đó cho tụi con. Mà tụi con thì biết rằng là bên kia quyết định gìn giật, cô chú sẵn sàng nhường. Nhưng mà nếu mà hai con chọn cô chú thì cô chú sẵn sàng nhận. Nếu như mà đã muốn nhường rồi thì thôi, mình làm người quân tử luôn, mình nhường giữa đi nha. Không phải, tại vì cái quyền quyết định không thuộc về ban huấn luyện viên. Okay, mà thuộc về các bé, mà mình phải tôn trọng các bé, đúng không? Thôi, tại sao chú Thanh Bạch lại nói như vậy? Nói là sẵn sàng nhường bởi vì sao? Bởi vì cô chú không có muốn làm cho tụi con quá lo lắng, là bởi vì cái sự bạo lực là bên cái vũ trang nó mang lại tụi con. Tại vì bên kia sẵn sàng giành giật rồi cái gì đó. Không, cô chú không đi theo cái chiến lược đó. Cô chú rất là bình tĩnh. Hai đứa chọn thì cô chú mừng lắm. Hai đứa không chọn thì tính sao. Ở đây ai cũng sẽ đem lại điều tốt cho tụi con. Nhưng cô nghĩ là tụi con nên về đội của cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Cảm ơn chị Đoan Trang. Có nhiều cái lợi thế cho tụi con. Em để ý trong lúc chị chia sẻ tình cảm thì anh Nghĩa anh nhìn chị đắm đuối say mê như thiếu điều. Anh muốn qua, anh muốn làm gì chị luôn á. Dạ xin anh nghĩ anh có điều gì mà tại sao anh đứng dậy đội của anh, đâu có chọn ai đâu anh. Ngưỡng mộ. Dạ. Ngưỡng mộ bởi vì Đoan Trang rất là tha thiết, thành khẩn. Đó, thuyết phục hai bé. Chú chỉ muốn nói
nói một cái lời công bằng mà thôi. Hai con là hai chị em sanh đôi, một cái sự tương đồng về tất cả mọi cái. Con được một cái tình thân, mà cái điều này là cái quan trọng nhất. Cái tình thân nó tạo nên cái tình cảm, cái cảm xúc trong cái phần trình diễn của hai con. Và một cái điều chú thấy đó là cái sự nhẹ nhàng của hai con, cái sự mềm mại, cái sự mượt mà của hai con thì nó rất là phù hợp. Nó rất là phù hợp, giống như là cặp đôi của con với cặp đôi của cô chú đây, thấy không? Cặp đôi của con hòa quyện không? Cặp đôi của cô chú nghĩa trang, hợp lý sợ không? Đó. Rất hợp lý anh Nghĩa. Đó. Còn đây, đây là cặp đôi vũ trang. Đó. Bởi vì chú không phải là chú cố tình chú binh cô Thu Trang đâu, nhưng mà nếu như hai con mà đó cảm thấy rằng hợp lý thì hai con nên chọn cái gì đó hợp lý với mình nha. Chú thì đó, chú cũng muốn gợi ý một tí nhẹ nhẹ vậy thôi. Con ơi, chú Vũ tin chắc là nếu như mà hai con về đội của chú sẽ cố gắng hết sức mình. Chú và cô Trang sẽ làm sao để đưa cho con được vào thật sâu trong chương trình, và có khả năng là con có thể làm quán quân luôn. Con có nghe chú Vũ nói không? Chú không có binh chú Vũ. Chú không có binh chú Vũ đâu. Chú không có thích chú Vũ đâu. Nhưng mà tự nhiên chú cảm giác cái giọng chú Vũ á, nó hợp với giọng với hai đứa con dễ sợ luôn á. Không có tình cảm. Không, nó nhẹ nhẹ. Không phải giọng nữa mà phải coi cái cặp mắt. À đúng rồi. Cặp mắt. Rồi mình cười một cái nha con. 1, 2, 3 cười. Mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Yeah. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em á, so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập á, nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. À đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất.
May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó, mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó. Thử coi, phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên. À, trời ơi, xoái ca là em đó, quá. Em rú đó. Xoái ca là em á. Đẹp trai quá. Xoái ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang nó sáng, nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây. Còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp.